Miền Tây quê tôi xin kính chào tất cả quý cô chú và quý anh chị. Thì ngày hôm qua là mình bận đi giao túi bao xài đến tặng tay nhà vườn, nên hôm qua là mình không có cập nhật tình hình về giá xài hay là tình trạng hiện tại xài nó đang đi lọc nó mạnh tới cỡ nào. Thì hồi hôm trước là ở khu vực của mình là nó có một đám mưa, mà mình nói với cả nhà một đám mưa đó xuống á, đối với những cái vườn xài mà nó đang lú đi lọc á, thì nó rất là im. Còn đối với những vườn xài mà nó đang ra bông thì nó không có được im cho mấy nha cả nhà. Vì cái tình trạng mà thời tiết á, hổm dậy thì cả nhà cũng biết rồi, nắng á, thì ổng nóng quá trời ổng nóng luôn. Mà lâu lâu á, thì có đám mưa xuống thì cả nhà cũng đủ hiểu cái tình trạng là nó sẽ dễ khiến cái bông xài mình nó bị khô lắm nha cả nhà. Khiến bông xài mình bị khô á. Nó khô ảnh hưởng là nó sẽ vô hộp hơi bị chậm nha. Nha cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà mình đi thăm, tiếp tục đi thăm cái vườn xài đang ra lọc của mình nha cả nhà. Nè cả nhà, thấy nó ra lọc đẹp không cả nhà? Nói chung đẹp. Đợt này vườn nào mà của cô chú anh chị mà đang lú lọc đi thì quá là ok luôn nha. Lọc cực kỳ đẹp luôn. Nói chung mình nhìn mình còn ghiền nha cả nhà. Nè cả nhà. Đó. Toàn bộ là đều đi lọc hết trơn cả nhà. Đó. Không, nó không phải là nó đi một vài lọc mà nó đi tất cả các đầu lọc đều lú hết nha. Đó nha, đầu này nó mới lú sao nè. Nè, nguyên một cây á, chỉ còn có một vài đầu như gì là nó không lú thôi. Hầu như là một cây nó lú hơn 99% lọc nha cả nhà. Đây, nó cả nhà, thấy không? Thì hiện tại bây giờ không biết có vườn cô chú anh chị nào mà xài xuống nhị đậu hết hay chưa. Rồi có ý định chuẩn bị mua bao loại gì để mình bao cho trái xài của mình hay chưa. Nếu mà cả nhà còn đang phân vân á, thì cứ việc liên hệ số điện thoại mình. Thì ở bên mình á, bán tất cả các loại bao, bao vàng, bao trắng, dành cho Đài Loan, các chu, xài keo luôn nha cả nhà. Đó, có đủ xài hết trơn á. Thì ngày hôm qua là mình do mình bận đi giao túi bao xài nên mình không có quay cho cả nhà xem được cái vườn của mình nó đợt này nó lên lọc nó đẹp cực kỳ luôn. Thì hôm nay mình tranh thủ mình đi ra mình thăm nha cả nhà. Thăm lọc chứ không phải là thăm bông nha cả nhà. Hôm nay mình đi thăm lọc nè cả nhà. Đợt này mình đổ xài mà nó ra lọc nó cái tình trạng như gì là xài nó rất là phê nha. Mà nó còn không chịu ra bông nổi mà nó còn bay đi lọc nè. Mà nhưng á, cái lúc mà hồi nãy giờ mình chạy mình đi vô mình thăm á nha cả nhà, mình đi dọc cái đường bên kia kìa, thì mình thấy cái vườn xài của anh mình á với một vài vườn khác, thì hiện tại cái vườn xài của anh mình á thì bây giờ đang bông, đang sổ nhị, mà nhưng nó cũng có vẫn đi lọc bình thường nha cả nhà. Mà nhưng ở trong đó có mấy cái lọc non là nó bự lên như vậy nè, nó bự hơn gì nữa, bự nói chung là cái gan lận, rồi bắt đầu quay lại đi bông nó nghe nha. Đây có bị sâu cạp nghe nha, nó sâu ăn lá nha. Thôi kệ bà đi cả nhà, tại vì đợt này nó lọc không mà làm cũng làm biến chăng lắm cả nhà. Phải mà nó ra lọc 50 bông 50 hay gì á thì mình còn hăng đồ mình đem thuốc gì mình xịt nha cả nhà. Cả nhà thấy không, nước đậu nè, nước đậu này là chắc đi lọc nữa cả nhà. Nè cả nhà thấy không, nó quẹo đầu cự gà mà nó đi lọc. Nói chung là bây giờ là mằng là thua, không biết đường binh luôn nha cả nhà. Bởi vì nhiều khi mình nói với cả nhà đừng thấy nó cự gà chứ nó cũng đi lọc bình thường à. Thời buổi bây giờ là nói chung là hên xui. Hên á thì mình có bông xuống nhị có trái mình bán, còn xui thì giống như mình vậy nè. Đó, ra lọc rồi rác cằn ngồi ăn ở không. Mà nhưng cái không có ở không nha cả nhà, mình cũng phải kiếm việc gì mình làm đang mình làm nha, chứ nói ở không là không có ở không nha cả nhà. Ở không là trừ khi nào là tại vì không có công việc gì mình mới ở không thôi nha, chứ còn có là mình cũng vẫn đi làm bình thường nha cả nhà. Trong thời buổi kinh tế mà lúc nào rảnh chạy trọt kiếm tiền được thì cứ việc chạy, còn lúc nào bận thì mình tạm ngưng thôi. Lọc đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà.
thì quy giáo của mình tới đây cũng xin kết thúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào quy giáo được tới. Chào tạm biệt cả nhà. Nhìn mà thấy mắc mê luôn cả nhà. Đó, quà lộc của mình nè, nó một hàng đó nha cả nhà. Lộc tới mức độ đó, bông đường nào mà lên nổi. Chào cả nhà nha.